Thưa các bạn, mình giới thiệu tới các bạn một bộ phát điện nha, 500W. Cái loại động cơ pha nước này phát điện rất là tốt các bạn. Động cơ pha nước nha, loại phát điện cũng mình thấy cũng nó rất là khá khá nha các bạn, khá nha. Nó hơn một số dòng động cơ servo khác. Tại vì sao? Tại vì cái cách đấu dây á, nó khác một chút so với những động cơ khác. Cho nên mình phát điện á, mình chế phát điện nó cũng khá là tốt. Ok, cái này thì mình bán rẻ nha. 500W. Này 5 nha bạn, 500W nha. 500W, cái loại này đời mới nha, đời cũng khá là cao. Make in Japan. Cái bộ này mình đang bán 650k. Khách nào chuyển khoản bao ship nha. Còn khoảng 2 bộ. Tại vì mình dời kho á. Cái loại này cũng khá là hiếm hàng. Nặng lắm. Khoảng 5 kg á, 4-5 kg á. Những cái kia thì mình không chắc là còn cái trục này không nha các bạn. Trục này mình tặng theo cho khách luôn nha. Trục này nếu mà mua trên thị trường cũng khoảng 250 á. Thì thôi, nó dính liền với động cơ thì mình giữ luôn cho khách về dễ xài nha. Thì có thể những cái hai cái kia mình chưa kiểm tra, nhưng mà có thể có hoặc có thể không. Cái trục này nha, này loại xịn nè, loại Japan, có thông số rõ ràng ha, hai đầu. Ok, bộ này 650 nha, còn hai bộ bán cho khách. Đấu sẵn cầu diod 3 pha, này chuyên để sạc ắc quy hoặc là thắp sáng á, rất là tốt. Các bạn nào chế cánh gáo á thì càng ngon nha. Cái này rất là phù hợp với cánh gáo. Còn điện gió hay là thủy điện thì nói chung cũng được, nhưng mà phải qua tăng tốc. Còn cánh gáo á thì do sử dụng cánh gáo á, cánh gáo mình để bên kho rồi lát mình qua lấy mình review. Cánh gáo á thì nó sẽ cho cái tua cao hơn. Và cái loại này thì ở tua cao cao thì nó phát điện rất là tốt. Ok, khách nào cần thì báo mình nha. Mình đang xả hai cái nữa.